liên quan đến vụ sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 3 cảnh sát giao thông và 1 người bị vùi lấp. Sau hơn 18 giờ tìm kiếm, sáng ngày 31 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác nhận hiện lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường và xác định nạn nhân thứ tư đã tử vong. Theo cơ quan chức năng, nạn nhân thứ tư xác định tử vong là anh N.A. gặp nạn khi đang hỗ trợ di chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tại hiện trường nơi 4 người bị vùi lấp, trời vẫn mưa, hàng chục loại phương tiện chuyên dụng được điều động tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Lực lượng công an cũng đã sử dụng chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Trước đó, sau gần 6 giờ triển khai các phương án tìm kiếm, đến hơn 20 giờ ngày 30 tháng 7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể không nguyên vẹn của 3 chiến sĩ công an. Sau đó, lực lượng y tế đã đưa thi thể các nạn nhân về nhà vĩnh biệt Trung tâm Y tế huyện Đạo Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Theo Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, các chiến sĩ này sau khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giải phóng hiện trường vụ sạt lở vào trưa cùng ngày, thì trở về chốt đèo Bảo Lộc ăn cơm. Tuy nhiên, khi đang cùng người dân di dời phương tiện trang thiết bị trước chốt đèo thì sạt lở đất xảy ra. Những người chiến sĩ này đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Như Vietnamnet đưa tin, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở, nên một số cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagui đang tuần tra kiểm soát đã trở về chốt để cùng người dân di dời phương tiện trang thiết bị. Thế nhưng, bất ngờ lượng đất đá lớn đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ chiến sĩ và 1 người dân.